Nguyện cứu khổ đời mới đến đây, khuyên người hướng đạo nhớ câu này, muốn đời thoát khỏi nơi trầm lụy, giữ một lý chân của đạo thầy. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng nhau nghe những lời dạy bảo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát qua bài Mê Vọng và Thất Vọng, trích trong quyển Thánh Giáo Sưu Tập trang 160 do Nguyễn Thị Bích Loan trình bày. Xin mời quý vị cùng nghe. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Thi Bà. Chân lòng thanh kính hôm nay, nương quyền linh điển tả dài câu thơ, khuyên người chẳng thế từ giờ nói theo chánh đạo quá bờ bến mê, đạo làm chân lý trọn bề ở nơi tâm cảnh nào hề có xa, tâm không tham vọng mị tà cảnh giàu diện tiên dân hòa cùng tâm. Tâm là thiện ác khởi mầm cũng là chủ tể dựng cầm, hồn linh tu tâm trước phải vẹn dình, đừng cho dục vọng nảy sinh nơi lòng, để tâm an định sạch trong mới tường lẽ thiệt tương đồng thiên nhân. Hỡi người muốn học lý chân, trước rèn tâm nội như sơn vững vàng, dầu cho ngoại cảnh huy hoàng mà tâm vẫn giữ minh quang chói ngời, dầu cho tâm ở cõi đời tâm đừng lầm lạc khỏi nơi nghiệp trần, dầu cho vào bên mê tân tâm hay giác ngộ quầy chân xuống thuyền, thuyền từ cưa khách hữu duyên sang sông lãnh tột tầm tiên ngang nhàn, khuyên trong nam nữ đạo tràng tu là lẽ thiệt sửa đoan chính mình, tu là khoát bước vô minh, tu không lạc lối vọng tình ước mơ, tâm mình sẽ lộ quyền cơ, người hay giác ngộ thiên thơ ban truyền từ bi, bác ai cần chuyên họ quần xây dựng mối diền đạo cao độ đời trong lúc thương đau, đó là ngõ để đi vào thiên môn. Chứng lòng nam nữ chí tâm thành, dạy dỗ đôi lời chỉ mối manh, ráng vượt qua đường mê bến khổ, có thuyền bát nhã rước người lành. Thăng.